Theo số liệu từ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có gần 9.000 căn hộ tái định cư chờ bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa tại các dự án. Một số khu vực có số lượng căn hộ để trống lớn, như khu tái định cư Bình Khánh, thành phố Thủ Đức còn hơn 5.300 căn. Do chưa có người ở nên các căn hộ này được đóng cửa, niêm phong, không phát sinh chi phí duy tu, bảo dưỡng. Tuy nhiên, thành phố phải chi trả phí quản lý vận hành cho ban quản lý các dự án. Số phí quản lý vận hành của các dự án tái định cư bị bỏ hoang được yêu cầu thanh toán lên tới hơn 81 tỷ đồng. Tại buổi làm việc giữa đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Khiết cho biết cuối năm 2024 sẽ hoàn tất các thủ tục đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Bình Khánh. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng từng có chủ trương xin chuyển các căn hộ tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm sang căn hộ thương mại, nhưng việc này cũng có nhiều vấn đề. Về nhà ở xã hội, từ năm 2021 đến quý 1 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 3 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất gần 20.000 m², quy mô 865 căn hộ. Bên cạnh đó, hiện có 6 dự án đang thi công với quy mô 4.754 căn hộ, tổng diện tích sàn 378.551 m². Với chương trình gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, một ngân hàng thương mại cổ phần đã giải ngân một dự án tại thành phố Hồ Chí Minh với dư nợ ban đầu khoảng 170 tỷ đồng, trong tổng mức cam kết gần 700 tỷ đồng. Hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến 5 nhóm vấn đề lớn về công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, công tác quy hoạch, tài chính, công tác đấu thầu và các dự án đầu tư công. Để tháo gỡ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì 10 cuộc họp trong năm 2023 và 5 cuộc họp từ đầu năm tới nay về chuyên đề nhà ở xã hội. Qua đó đã có những chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các sở ban ngành thực hiện. Thành phố cũng tiếp tục kiến nghị các cơ quan trung ương giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Theo thống kê của công ty Savills, mỗi năm để có thể đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người dân, thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 50.000 căn hộ. Thông tin mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa ký văn bản số 1786 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư, trong đó có nội dung giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư, đồng thời đề nghị các địa phương tổng hợp các dự án, số lượng nhà ở tái định cư không còn nhu cầu sử dụng để bố trí tái định cư và có nhu cầu chuyển đổi quỹ nhà này sang làm nhà ở xã hội, nhà ở thương mại hoặc mục đích khác.